Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam. Hội thảo khởi động dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UNDP chính thức tổ chức tại Hà Nội. Dự án được thực hiện tại 7 tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam và Cà Mau từ nay đến hết năm 2022 với số tiền được tài trợ là hơn 29,5 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, dự án sẽ tăng cường khả năng chống chịu cho hạ à tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ ổn định cuộc sống và điều kiện an toàn cho các hộ dân tại những vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng duyên hải. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khi mà những hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng cả về cường độ và tần suất, thì khả năng chống chịu của người dân là chưa đủ, đặc biệt là người dân ven biển. Đây là lý do chúng tôi thực hiện dự án quan trọng này. Dự án gồm 3 hợp phần, hỗ trợ nhà ở với tổng số 4.000 ngôi nhà cho người dân ở vùng Duyên Hải miền Trung Việt Nam. Thứ hai là trồng tái sinh rừng ngập mặn, xây dựng vùng đệm, đồng thời tạo sinh kế cho người dân phần thứ ba là quản lý hệ thống thông tin dữ liệu liên quan đến rủi ro thiên tai giúp chính quyền và người dân có kế hoạch xây dựng khả năng ứng phó tốt hơn giảm nhẹ rủi ro thiên tai hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo để thành lập cái ban quản lý uh, ban chỉ đạo của tỉnh về triển khai cái thực hiện dự án này và sau đó theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn chúng tôi sẽ là thành lập ban cái quản lý dự án này để làm sao là quản lý cái dự án này một cách tốt nhất đưa được những cái đồng vốn mà của uh, ở Trung ương chuyển về cho địa phương là sử dụng có hiệu quả nhất và đảm bảo đồng mục tiêu của diện. Phát biểu tại hội thảo, thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh giảm nhẹ rủi ro thiên tai gắn với việc thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động quan trọng đối với Việt Nam. Hiện Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia và tiến tới xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho cấp tỉnh. Dự án này sẽ là bước đi đầu tiên để hoàn thiện khung kế hoạch ứng phó thiên tai tại các địa phương trong cả nước.